Hôm trước mình nói về bốn cái lợi Dạ. của bốn hoặc là năm cái lợi của Living Trust, có nghĩa là cái pro and con, nó là cái Dạ. lợi và cái bất lợi của Living Trust. Dạ. Thì buổi nói chuyện kỳ trước, China có chia sẻ với quý vị là cái lợi thứ nhất là mình sẽ tránh được cái quá trình chứng thực di chúc, gọi là probate process. Mình sẽ không có phải tốn thời gian, tốn tiền và nhiều tiền để mà mướn luật sư và ra tòa và tốn những cái chi phí từ 5 tới 10% trên tổng số tài sản của mình. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai đó là Cái tài sản mình cái tài sản của mình đó, không có lên public đúng không có thưa nghĩa chị? là không có bị gọi là được privacy, được Riêng tư, riêng tư, bảo mật đó. được bảo mật đâu quý vị. Dạ. Thì thí dụ như cái người qua đời đó mà không có living trust thì tất cả các tài sản của mình đó sẽ được công bố ở trên cái public record ở trên county, Dạ. thì ai lên research cũng được hết, và Dạ. mình sẽ có nghĩa là attract đó, là mình kêu mời những cái người investor, là những người mà chuyên môn đi đầu tư mua bán bất động sản đó, thì họ rất là thích, là tại vì họ sẽ có cơ hội để họ ép giá, họ mua rẻ hơn, họ có nghĩa là làm bằng mọi cách để mà có lợi về cái phần của họ, là tại lúc Dạ. đó mình trong cái thế kẹt, mình không có thể nào chọn lựa được. Thì đó cũng là một cái có lợi cho cái living trust, mà cái người mà chủ tài sản đó đó, khi muốn để lại bao nhiêu tài sản cho gia đình của mình thì sẽ được bảo mật và Dạ. không ai biết được, và cái quá trình lấy được tài sản đó cũng rất là mau. Và cái lợi thứ ba đó là cái sự flexibility. Flexibility đó tiếng Việt mình có thể dịch là cái sự mà hoán Uyển chuyển. uyển chuyển. Uyển chuyển có nghĩa là cái này cũng được, cái kia cũng được, có Dạ. thể chọn lựa được thì gọi là uyển chuyển. Ừ. Thì nếu như nhà của mình ở trong Living Trust á, thì mình có được một cái sự lựa chọn là Ừ. mình có thể đề bạt một cái người nào đó để mà trông coi tài sản cho mình và điều khiển những cái gì mà mình muốn, và Dạ. mình có thể cho cái tài sản của mình á, cho những người mà mình mong muốn. Thí dụ Ừ. như mình có 5 người con, nhưng mà có một người con đó mình không có muốn cho nhiều, mình cho ít ít cũng được, thí dụ 10-20%, hoặc là người Dạ. con nào mà phá phách quá mà mình không ưa, không mình không thích đó, thì mình cũng có thể disinherited, có nghĩa là Ừ. mình có thể tước Tước bỏ cái quyền quyền thừa mình kế kế, luôn. Dạ. và mình cũng có thể là thay vì không có thể cho, không cho con, Dạ. thì mình cho ai, mình có thể chọn một người nào mà mình thương yêu, mình cho, nếu mình muốn cho thí dụ như charity cũng được, là mình đi làm từ thiện cũng được. Cho nên là trong cái Living Trust mình có thể nói được tất cả những cái nguyện vọng của mình. Thí dụ như Gina có một cái trường hợp như vậy, một cặp boyfriend and girlfriend thôi, sống chung với nhau, nhưng mà cái người chồng rất là thương người vợ mà muốn cho người vợ đó căn nhà, thì mà người chồng này cũng có con riêng và người vợ này cũng có con riêng, thì bây giờ nếu như mình không làm di chúc á, thì căn nhà này nó sẽ như thế nào? Phương Thảo nghĩ không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là nó rất là phức tạp. Khi mà Đúng rồi. người chồng ra đi đó thì dĩ nhiên á, nếu như tại vì đây là không có giấy kết hôn, Dạ. cho nên nếu như mình vẫn là, cho dù mình ở lâu đi nữa cũng là bạn trai bạn gái mà thôi, Đúng rồi. thì theo đúng á, mà không có living trust á, thì căn nhà đó dĩ nhiên sẽ thuộc về con gái. Sau khi ra probate, ra tòa đó, thì căn nhà đó sẽ về tay của con gái. Nhưng cái người này rất là thương người bạn gái của mình và muốn để lại tài sản cho con gái và Cái người cô bạn bạn gái gái của này. mình, mỗi người 50%, Ừ. thì làm sao mà làm được nếu như mình không có một cái ủy thác sống, Dạ đúng rồi. và khi mình qua đời thì không có nói gì hết, thì dĩ nhiên là sẽ không có làm được cái ý nguyện đó. Cho nên là đây là một cái sự flexibility, là một cái sự uyển chuyển, mình có thể cho tài sản của mình cho bất cứ lúc lúc nào, cho bất cứ ai và như thế nào đó, mình vẫn có thể viết được ở trong cái trust rất là rõ ràng. Đó là ba Đó cái. là ba phần. Dạ. Phần thứ tư đó là cái sự control. Ừ. Control là một cái sự quản lý Dạ. tiền của mình quản lý được trong lúc mình còn sống. Ừ. Mình có thể bảo vệ, siết lại những cái tài sản mà mình đang có, mình làm rất là cực khổ, Chắc đúng không Phương Thảo? dạ. Mình siết lại, mình cho cái tài sản của mình vào trong cái trust, giống như một cái bao, nó có shield, nó có đầy đủ, nghĩa là bao bọc rất là kỹ lưỡng, Dạ. không ai mà lấy cái gì mà đâm thủng được cái bao bọc này.
Đó là cái cách mình bảo vệ tài sản, và mình cột nó lại, mình vác nó lên vai, mình đi đâu thì mình mang theo cái living trust đó. Và khi mình qua đời đó thì mình giao cái tài sản này, có nghĩa là cái bao hậu bao của mình đó, cho con cái của mình, cho gia đình của mình, và con cái của mình chỉ cần mở cái hậu bao đó ra và lấy được tài sản, và không cần phải đóng thuế, không cần phải qua ra tòa, không cần phải tốn tiền và không cần phải tranh chấp. Đó là bốn cái lợi của living trust. Và cái lợi thứ năm mà chị muốn nói, cái lợi thứ năm đó là gọi là disability planning. Disability planning á, mình tạm dịch là mình dự định trong cái lúc mà mình bị bệnh hoạn, đau yếu, hoặc là không thể nào mà điều khiển được cơ thể mình, thì mình vẫn có thể cử được một người để mà chăm sóc mình, quản lý tài sản của mình, thí dụ như viết bill, trả tiền mortgage, trả tiền nhà, hoặc là lo tiền bệnh viện, hoặc là ký tên giùm cho mình. Đó chỉ có living trust có thể làm được mà thôi. Còn nếu như mình không có đó, thì lúc mà mình nằm bệnh viện, mình cũng phải làm cái đó, cũng phải làm cái phần đó, nhưng mình sẽ tốn tiền và mình tốn thời gian, và nhiều khi nó không có giống như ý của mình muốn, là tại vì lúc đó đó mình bị disability, là mình không có còn bình thường nữa. Mình sẽ không có tự quyết định được và nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đó là năm phần lợi của living trust. Đó là chỉ chung chung thôi, chị Na không nói về chi tiết nha. Sơ sơ mình nói năm cái phần lợi đó thôi. Và bây giờ chị Na nghĩ là quý vị rất là muốn nghe về cái phần không có lợi của living trust. Dạ, chắc là phải nói về luôn cái phần không có lợi chứ, để mà quý khán giả cứ nói tại sao cô Gina cứ chia sẻ về phần có lợi hoài vậy. Cái phần không có lợi của living trust á, bất lợi đó là tốn tiền. Chắc luôn. Tốn tiền. Yeah. Tại vì á, đây là một cái legal document, nó rất là quan trọng, nó rất là nhiều bước để mà chuẩn bị. Cho nên á, là dĩ nhiên mình phải tốn cái tiền chi phí để mà mình thành lập cái living trust. Đó là cái điều bất lợi vỏn vẹn mà mình có trong cái living trust là tốn tiền. Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó, quý vị. Quý vị cứ suy nghĩ là một căn nhà của mình, Phương Thảo nghĩ coi, làm gì làm cũng trên 100,000. Chắc luôn. Trên 100,000 chị đang bảo đảm luôn, không có căn nào mà bây giờ dưới 100,000 ngoài tiểu bang cũng không có đâu quý vị. Trừ ra mình mua những cái đất nào mà ở ngoài rừng, hay là không có ai mà hoang sơ, không ai ở thì không có thể có. Nhưng mà bây giờ cũng hiếm lắm. Cho nên là quý vị cứ nghĩ đó, 100,000 mà mình phải tốn những cái tiền này tiền khác đó, cho là 100,000 mình không cần đi, 200,000, tại vì luật đó, của rất là nhiều tiểu bang đó, trên khoảng 160,000+ thì mình phải qua chương trình probate, và nhà thì sẽ tăng cái giá trị đó lên dần dần. Cho nên mình không có biết là nhà của mình nó tăng giá trị lúc nào. Nó giảm thì nó sẽ không giảm nhiều đâu quý vị, bảo đảm là sẽ không có giảm hơn cái giá trị mà mình mua rồi. Cho nên là mình không có muốn ngồi đó mà mình cầu nguyện là cầu trời cho nhà của mình đừng có lên, tại vì mình không muốn làm chuyện đó. Thì bây giờ chỉ có một cái cách duy nhất đó, là mình phải đưa lên bàn cân, mình coi là cái giá trị tài sản của mình so với cái số tiền mình bỏ ra để mình làm living trust nó có đáng hay không. Nếu như mình bỏ ra khoảng vài ngàn mình làm cái living trust mà mình bảo vệ cái tài sản cho là tối đa là 200,000 thôi, thì quý vị nghĩ đó, nếu như mình ra tòa thì cái tiền mà 5% của 200,000 đó là khoảng bao nhiêu, Phương Thảo? Bao nhiêu chị? 200,000. 200,000 mà 5%. 10,000. Và nếu như 10% là 20,000, thì bao nhiêu đó cũng đã dư sức đủ, xứng đáng để mình làm một cái living trust rồi. Đúng rồi. Nếu như mình có một căn nhà mà 500,000, thì có phải là mình bỏ vài ngàn ra để mình bảo vệ một cái số tài sản 500,000, nó có đáng không quý vị? Mà nhà rồi. California của mình nó mắc lắm, và bây giờ tất cả các nhà cửa đều mắc. Cho nên Gina nghĩ là xin quý vị sẽ bỏ lên bàn cân, và quý vị sẽ trả lời giùm chị Na nha. Nãy giờ chị Gina đã giải thích cho quý khán giả hiểu những cái lợi và những cái không có lợi của cái living trust. Nhưng mà thưa chị, bây giờ mình sẽ qua về những cái câu hỏi của quý khách hàng cũng đã có những cái lời hỏi như với chị, là nói là cô Gina ơi, giữa cái living trust với cái will, thì có những cái là tôi đã có cái will rồi thì tôi có cần cái living trust hay không? Tại vì về mặt cái ngữ nghĩa thì nó vẫn là một trong những cái tờ di chúc của chúng tôi đã có, thưa chị. Đúng rồi, Phương Thảo. Nhưng mình dịch á,
cái Living Trust và cái Will, hai cái mục đích nó khác nhau. Cái Living Trust đó là một cái ủy thác lúc mình còn sống. Cái Will là cái di chúc và nó có hiệu lực, chỉ có hiệu lực khi mình qua đời mà thôi. Đây là hai cái sự hiểu lầm rất là nhiều so với cộng đồng Việt Nam của mình. Có rất là nhiều quý vị đó, Gina thấy là đa số người Việt của mình á, có will, ai cũng có will hết, khoảng chừng khoảng cho là 60%, 40% thì không có gì hết, có nghĩa là không có dự định gì hết. Thì khoảng 60% đó là có một cái will, nhưng cái will này đó, có gia đình đó thì có cái living will, có gia đình thì có cái last will. Nó vẫn và còn thiếu mà chị. Vẫn là thiếu rất là nhiều là tại vì á, cái living will là gì quý vị? Living will là nói về cái will lúc mình còn sống đó, là mình ủy thác về sức khỏe, cái healthcare directive á, là advanced directive, là thí dụ mình nằm bệnh viện thì nó sẽ như thế này, mình có muốn rút ống thở hay không, hay là cái này cái khác cái kia, đó là cái living will. Và cái last will đó là cái will lúc cuối cùng. Mặc dầu mình có cái will cuối cùng đó nhưng vẫn không có thoát khỏi sự ra tòa để mà qua cái quá trình chứng thực di chúc. Mặc dầu có will thì cũng là tốt rồi. Nhưng cái will đó đó là chỉ định cái người mà gọi là executor, để mà cái người mà điều khiển cái will đó đó là cầm cái will của mình đem lên trên tòa nộp và nói cho ông biết là tôi có cái will và bây giờ mấy ông chứng thực cái will này coi nó có đúng hay không, và sau đó mới phân phối tài sản cho gia đình của mình. Còn living trust á, thì đây á, là một cái ủy thác lúc mình còn sống. Và cái ngày mà mình notarize, là mình ký thị thực chữ ký, là cái ngày cái living trust của mình nó có giá trị. Và nó có giá trị ngay lúc mình còn sống chứ không đợi lúc mình qua đời. Và cái living trust này nó có 6 phần, và trong đó nó sẽ bao gồm hai cái will, hai cái giấy chứng thực về giống như cái giấy ủy thác về tài chính và sức khỏe. Và trong đó nó có một cái Revocable Living Trust là nói về luật lệ của nước Mỹ, rồi làm sao để không có bị ra tòa, không có bị bond là bảo lãnh nhà, và có một cái certificate của cái trust, đó là cái giấy chứng nhận của cái trust của mình. Nó sẽ có 6 phần đầy đủ, mình gọi là một cái bundle. Bundle là một cái gói. Thì nếu quý vị có những cái phần đó rồi, quý vị sẽ yên tâm ngủ yên và không cần phải suy nghĩ là tôi có đủ hay chưa, hay là tôi có cần làm thêm cái gì nữa hay không. Và cảm ơn chị. Và thưa chị, khi mà những quý khán giả có hỏi rằng là một trong những cái sự khác nhau giữa cái will và cái living trust chị đã đưa ra như vậy, nhưng mà những cái điểm khác biệt hoàn toàn nó sẽ là như thế nào thưa chị? Cái điểm mà số 1 khác biệt hoàn toàn đó là living trust thì không phải ra probate. Nếu mình có will thì mình phải qua probate. Đó là hai cái phần rõ ràng. Cái will không có tránh được cái sự bảo mật của tài sản mình. Living trust tránh bảo mật tài sản của mình. Đó là hai cái phần rất là chính xác, rõ ràng. Và cái phần thứ ba đó là cái sự uyển chuyển. Living trust rất là uyển chuyển, và cái will sẽ không có uyển chuyển. Mình không có nói được nhiều ở trong will. Cho nên đó là ba phần rõ ràng. Và control, control có nghĩa là sự quản lý. Will á, không có control, mình không có 100% control được, tại vì mình qua đời á, cái will đó nó mới chứng, nghĩa là mới có hiệu lực. Còn cái living trust thì nó đã có hiệu lực lúc mình còn sống, cho mình có 100% để mà mình quản lý cái trust của mình. Mình có thể thay đổi, mình có thể làm cái này cái khác cái kia, mình có thể bán nhà, mua nhà thêm, bỏ thêm và lấy ra. Mình muốn cho ai, mình muốn thay đổi bất cứ lúc nào. Còn cái will đó thì mình vẫn có thể thay đổi will được, nhưng mà cái bất lợi của cái will đó là cho dù mình thay đổi bất cứ chuyện gì xảy ra, đợi lúc mình qua đời thì cái will đó nó mới có hiệu lực. Dạ, và thưa chị, có một trong những cái câu hỏi khác khi mà quý khán giả cũng hỏi rằng là cái vấn đề mà asset management đó, thì đó là một trong những cái gì mà khác nhau giữa cái will và cái living trust như thế nào thưa chị? Cái sự khác biệt giữa will và living trust và cái assessment management này đó có nghĩa là cái sự quản lý, sử dụng của cái tài sản của mình. Thí dụ như mình cho một cái người gọi là successor trustee đó, họ thay thế, họ là cái người thay mình để mà, thí dụ như mình nói con mình dưới 18 tuổi thì cho quý vị dễ hiểu ha. Thì cái người đó đó, thí dụ như qua đời, gia đình qua đời, cha mẹ qua đời, thì cái người successor trustee này đó là có nhiệm vụ coi sóc tiền bạc
của con mình. Yeah. Thí dụ con mình cần đi học, cần cái này cái khác cái kia, như là đi bệnh viện hay là đi học mỗi năm như thế nào đó, hay tiền ăn xài, thì người này đã có quyền phân cho con. Và cái người successor trustee này sẽ không đụng được một đồng nào tiền của con mình. Đó là cái lợi, rất là lợi luôn. Nhưng nếu như cái will bây giờ mình giao cho một người, thí dụ nói là in-law đi, hay là người chú người gì nào đó, rồi con mình dưới 18 tuổi, thì viết trong đó là nếu tôi có gì đó thì tôi đưa tài sản cho người gì này, người cô chú này. Nhưng nếu như một khi mà tài sản đó rơi vào tay của cái người mà được giao đó, mà cái người đó mà không có muốn đưa cho con mình thì được quyền giữ, vẫn có thể làm được. Cái tài sản của mình Nó không có bảo đảm. Cho nên nếu mình thương con mình và mình muốn con mình có một cuộc sống mà an nhàn và yên tâm đó, thì tài sản ở trong living trust, tại vì đây là có cái sự ra nghĩa là chứng thực của tòa án, và những căn nhà này đã được phân rồi, có nghĩa là đã báo cho công ty tòa biết rồi, thành ra là rất là an tâm và cái gì cũng có giấy trắng mực đen. Còn về cái will đó thì thí dụ cái người mà được thừa hưởng cái tài sản mà nhận đó để nuôi con cái của mình đó, nếu như người đó họ không làm cái bổn phận của họ đó, thì họ cũng không có bị rắc rối gì nhiều đâu quý vị. Dạ, và cái câu hỏi này đó là nãy giờ chị cũng đã đưa ra về cái bất lợi trong cái living trust so với lại cái will. Nhưng mà cũng có một cái quý vị khán giả cũng đã hỏi rằng là cô Gina ơi, và tôi có nghe cô nói trong những cái số rồi là cái vấn đề mà cái chi phí, một cái sự khác nhau giữa cái living trust và cái will, thì giống như chị cũng giải thích là cái căn nhà nó sẽ giá trị như thế nào và mình sẽ bỏ cái số tiền như thế nào để mình thành lập một cái living trust, cũng như là cái will thì mình sẽ tốn như thế nào để mà mình có được, thưa chị? Cái living trust á, nó hơi phức tạp một chút, nó có 6 phần, dĩ nhiên đó cái chi phí nó sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng nếu quý vị á, đem lên cái bàn cân á, với cái tài sản của mình, thì á, vài ngàn để mà mình chuẩn bị cái living trust nó không đáng là bao nhiêu. Tại vì khi quý vị làm một cái will đó, nó cũng tốn tiền, cũng nhiều chứ không có ít đâu quý vị. Nó khoảng chừng khoảng 1/3 cái số tiền mình làm living trust, hoặc là 1/2, hoặc là khoảng đó, chứ nó không muốn nói chính xác cái số tiền là như thế nào, tại vì tiền ở đây không có quan trọng. Mà cái quan trọng ở đây đó, cái mục đích của mình là bảo vệ tài sản của mình chứ không phải là tiền. Tại vì tiền mất đi kiếm lại được, tài sản mất đi mà mình qua đời rồi, mình không còn ở đó để mà sánh vai với con cái của mình, để mà làm tiền lại, để mà cho con cái của mình. Đó là cái living trust đó, giống như là mình khi mình qua đời rồi, nhưng mình dắt, vẫn là đứng ở bên cạnh con mình, dắt tay con mình ở trong một cái sự, nghĩa là mình sắp xếp sẵn có nghĩa là đứng bên cạnh con cái của mình để dắt tay con mình để mà lấy được tài sản đó. Tại vì mình điều khiển được còn như cái will đó mình không làm được chuyện đó. Cho nên là quý vị đừng đem cái tiền ra so sánh, mà đem cái mục đích của mình đó, mình muốn bảo vệ tài sản của mình hay không, mình có muốn probate hay không, mình có muốn qua chứng thực di chúc hay không, mình muốn con cái mình tốn nhiều thời gian, tốn tiền và đóng thuế để lấy nhà này, căn nhà mà mình đã làm rất là cực khổ hay không, mình sẽ hỏi chính mình và mình sẽ có câu trả lời. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ rất là nhiều. Còn quý khán giả nếu có những thắc mắc thì hãy gọi cho số 714-209-5571, 714-209-5571, tại vì chị Gina cũng đã giúp cho rất nhiều những cái khách hàng mà cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ chứ không phải riêng tại tiểu bang California không. Và cũng sẽ có những cái trường hợp mà chị Gina sẽ đưa ra những cái ví dụ cụ thể để cho quý khán giả có thể hiểu được rất là nhiều về cái phần chia sẻ của chị trong cái vấn đề Living Trust này. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình rất là nhiều và xin cảm ơn chị. Cảm ơn Phương Thảo. Chị này cảm ơn quý vị đã gọi vào và comment rất là nhiều trong chương trình của Gina. Gina sẽ xin nhận tất cả. Nếu như chị này có nói gì sai hoặc là có cái gì mà nói tiếng Việt sai cho quý vị, tha thứ dùm. Gina cũng kỳ tới đó, Gina sẽ trả lời một số câu hỏi rất là hay của quý vị về thuế, về những căn nhà mà mình có trong Living Trust và cái lợi và cái hại của nó như thế nào. Quý vị nhớ đón nghe nha. Gina cũng giúp rất là nhiều gia đình để không có bị thuế đó, cho nên đây cũng là một cách để mà Gina chia sẻ với cộng đồng của mình. Gina chúc quý vị một buổi tối hạnh phúc và an lành bên gia đình của mình.